Vâng, xin chào toàn thể các bạn, mình là Thuận Quang đây. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái lệnh rất là hay. Và đã có rất là nhiều bạn hỏi mình trong cái thời gian, trong mấy ngày vừa rồi là về cái lệnh, chính là lệnh break. Đây, lệnh này, break. Lệnh này là thuộc nhóm lệnh hiệu chỉnh nhá. Thì hôm nay là mình hướng dẫn riêng thôi, còn tại vì là có nhiều bạn hỏi về cái lệnh này quá. Chức năng nó là gì? Chức năng của cái lệnh này đó là bẻ gãy đối tượng. Đấy, tức là ví dụ chúng ta có một cái đoạn thẳng, chúng ta bẻ gãy làm đôi, hoặc là chúng ta có thể cắt một phần bản thân nó đi, được chưa? Cắt một phần bản thân của đối tượng mà không cần phải dựng thêm đối tượng khác, dựng thêm cái đối tượng phụ trợ. Đấy, thì đây là cái lệnh rất là hay, break. Và cái lệnh tắt của nó các bạn đấy, đây, lệnh tắt là BR, break, BR. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái lệnh này cũng như là giải đáp thắc mắc cho một số bạn đang đặt câu hỏi cho mình. Đấy, thế thì còn rất là nhiều lệnh hiệu chỉnh và lệnh vẽ khác nữa, thì mình thấy là trong cái video, nếu bạn nào đã theo dõi cái chuỗi cái series video về hướng dẫn làm bài tập cơ bản ấy, luyện vẽ bài tập cơ bản này cho những người mới bắt đầu ấy, đấy, thì các bạn phải xem ở dưới phần mô tả video. Thì rất nhiều bạn hỏi là gặp cái vấn đề thắc mắc về cái vấn đề về lệnh trong CAD ấy. Thì có thể là trong một chuỗi video khác mình sẽ làm cho bạn đầy đủ về các nhóm lệnh draw và nhóm modify. Ở đây mình sẽ làm trước để giải thích cho một vài bạn đang hỏi mình về lệnh này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, các bạn hãy cùng quan sát lên trên màn hình nhé. Ok, vâng, bây giờ thì các bạn hãy cùng mở phần mềm AutoCAD lên. Cái phiên bản mà mình đang mở và sử dụng ở đây chính là phần mềm AutoCAD 2018, rất là quen thuộc. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ một lệnh line. Hãy nhớ là bật tính năng F8 để chúng ta có thể cố định nằm ngang cái đoạn thẳng này, được chưa? Đây là chưa F8 này, F8 rồi thì nó sẽ là nằm ngang hoặc thẳng đứng, nằm ngang. Cách để kết thúc lệnh, mình chỉnh cái unit một chút về đơn vị là 0 và mm này, lệnh UN, được chưa? Đây thì đây là một cái đoạn line của chúng ta. Thế bây giờ trong trường hợp mà chúng ta muốn bẻ vỡ gãy cái đoạn line này 1/2 thì làm như thế nào, đúng không ạ? Đấy, bẻ gãy, bẻ làm đôi cái đoạn này. Thì đấy là lệnh break, là BR. Thì bạn nhập vào dòng comment và nhà bạn nhập phím cách. Thì tại đây nó hỏi chúng ta điều gì ạ? Là các bạn hãy lựa chọn đối tượng để hiệu chỉnh, đúng không ạ? Ok, các bạn nhớ mình thao tác này nhé. Và tại cái thao tác này thì nó đang là một ô vuông, tức là nó không cho phép cho chúng ta bắt điểm, được chưa? Nó chỉ phép ta lựa chọn đối tượng. Đó. Và các bạn thấy điều gì ạ? Khi mà ta tích vào cái điểm, khi ta lựa chọn đối tượng thì nó cũng đồng thời nó tích cho ta một cái điểm. Đây, các bạn thấy nó là một cái điểm dấu ở đây, được chưa? Kéo ra thấy cái đoạn đen đen này, đúng không ạ? Đấy. Thế bây giờ ta tích điểm đấy rồi, bây giờ điều gì nếu như chúng ta tích một điểm thứ hai mà trên cái đoạn này, được chưa? Hai điểm khác nhau nhé. Đó, còn thấy không ạ? Vậy là cái đoạn thẳng này nó đã được bẻ gãy ra làm đôi. Chính xác hơn là nó được bẻ ra làm gì, hai đoạn khác nhau, và nó đi, nó làm gì, gần như đã chim đi mất một đoạn bản thân nó, đúng không ạ? Và cái lệnh này, lệnh break này thì nó sẽ không cần phải mượn bất cứ một cái đối tượng hỗ trợ nào khác. Ví dụ như lệnh chim thì chúng ta muốn cắt bỏ đoạn ở giữa này, chúng ta phải vẽ được hai đoạn thẳng hai bên, đúng không ạ? Đây, giả sử như vậy. Đấy, giả sử chúng ta phải vẽ được hai đoạn thẳng hai bên như này, chúng ta chim đi. Nhưng cái hay của lệnh break này là nó không cần. Đấy, chúng ta phải cắt theo tùy ý, theo cái mong muốn chúng ta. Đấy, dựa vào chỉ cần chúng ta nhập lệnh thôi và chúng ta có thể bẻ đôi được nó rồi. Đấy, trường hợp 2 là các bạn muốn bẻ gãy đối tượng này nhưng mà lại không muốn làm mất đi một phần đối tượng giống như bên này. Trường hợp 2 là như nào? Là chúng ta vẫn nhấn là BR, được chưa? Đấy, ấn cách này, chúng ta tích một điểm đầu tiên này. Thì điểm đầu tiên nó sẽ nhận luôn là cái vị trí chúng ta chọn đối tượng nha. Thì điểm thứ nhất chúng ta chọn rồi mà điểm thứ hai chúng ta vẫn bắt điểm. Hãy nhớ là bật tính năng bắt điểm F3 lên, Snap Object này, chúng ta mới bắt được điểm vào đây. Chúng ta bắt điểm thứ hai trùng với điểm thứ nhất thì điều gì sẽ xảy ra? Là đoạn thẳng này nó sẽ bị bẻ gãy làm đôi và nó sẽ không bị mất đi một phần bản thân như bên này nữa, tại vì hai điểm trùng nhau mà. Đúng không ạ? Các bạn rất là thấy rất là dễ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái này thì mình nghĩ là các bạn nào cũng đã sử dụng lệnh qua lệnh break thì cũng biết rồi, nhưng có một số những cái lưu ý ngay sau đây mà có thể nhiều bạn lại có thể vô tình là chúng ta lại chưa biết, thì mình sẽ giới thiệu thêm. Rồi, lệnh break này, BR. Đấy, các bạn thấy là đặc điểm của cái lệnh này, khi mà chúng ta tích một điểm đầu tiên thì nó nhận ngay điểm đầu tiên này. Đấy, nhưng mà chúng ta lại không mong muốn là gì, cái điểm đầu nó lại nằm ở đây mà chúng ta muốn một cái điểm khác cơ, được chưa? Thì làm như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ sổ phím chuột phải xuống là có tính năng là sổ cái phím mũi tên trên bàn phím ấy, hoặc là bạn bấm vào đây thì nó ra cái gì lệnh con là first point, tức là xác định lại cái điểm đầu của cái lệnh break này. Tại đây các bạn có thể nhấn lệnh F, được chưa? F cách thì nó cho phép chúng ta gì lựa chọn lại cái điểm và nó bỏ qua cái điểm ban đầu nó chọn. Đấy, chúng ta lựa chọn lại điểm ở đây chẳng hạn. Đấy, thì nó lại chúng ta xuất phát từ đây và một điểm thứ hai, được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái đoạn như ý như vậy. Thì đây là chức năng của lệnh break, được chưa? Thì mình đã giới thiệu cho các bạn qua là 3 trường hợp. Và nếu như bạn nào mà không làm được thì hãy comment ở dưới phần video, được chưa? Vậy là kết thúc cái phần gọi là số 1, đây là phần thực hành lệnh. Cái phần thứ hai là ứng dụng lệnh, là ứng dụng vào trong cái trường hợp làm việc bản vẽ chúng ta như thế nào, được chưa? Ở đây mình cũng đã lấy một cái bản vẽ minh họa là một cái hồ sơ nhà lô. Hồ sơ nhà lô thì làm như nào đây? Ví dụ như là một cái trường hợp mà ứng dụng lệnh break nhá. Đây, mình sẽ lấy cái cầu thang này đi. Mình CO ra này. Đấy, ví dụ ở đây họ đang block, mình sẽ phá cái block ra. Các bạn thấy là cái trường hợp này là trường hợp bản vẽ mà nó đang như nào, nó đang có cái cầu thang ở đây đúng không ạ? Đấy, thì cầu thang ở đây là nét thấy này và ở đây là nét khuất này. Đấy, tại vì nó có một cái vết cắt ở đây. Thế thì chúng ta sẽ trong trường hợp mà chúng ta muốn, các bạn thấy là cái đoạn thẳng này không, nó cùng là một cái bậc này, thì tại sao nét này là liền, nét này là nét đứt đúng không ạ? Thì để mà làm được điều này chúng ta phải cắt bẻ gãy hai đoạn này ra. Thì thông thường thì chúng ta không cần phải vẽ hai đoạn mà chúng ta chỉ cần vẽ hết là một đoạn song song copy hoặc là offset, được chưa? Nó ra cái đối tượng mới, sau đó ta bẻ gãy làm đôi lệnh này. Đấy, bằng lệnh break thì chúng ta sẽ có được cái trường hợp như vừa rồi. Đây, giống như bên này thế, chúng ta sẽ bẻ gãy ở giữa này hoặc là cắt một phần đoạn ở giữa này đi. Ở trên này chúng ta cắt một phần ở giữa này đi. Đấy, chúng ta sẽ không phải vẽ là line thì line. Đấy. Các bạn hiểu ý tưởng không ạ? Thì trong trường hợp này chúng ta cũng có thể ứng dụng lệnh break vào được. Đấy, mình ví dụ nhá. Mình ví dụ là lệnh mình sẽ vẽ lại cái thang ở trên này. Đây một cái phần vế trên bên trên này thôi. Mình sẽ vẽ line này. Đấy, copy. Đấy. Đây. Các bạn thấy ạ? Đây mình đang vẽ lại cái phần khung này. Và mình sẽ bẻ gãy cái phần này đi như thế nào. Ở đây mình sẽ có một cái đoạn line ở đây, giả sử là mình copy lên. Đấy. Giống như ạ. Đấy, giống như phần này ạ. Tới đây mình sẽ giả sử mình sẽ copy cái này lên, cái mét cắt này lên, được chưa? À, giống luôn. Vào đây. À, ví dụ như vậy. Và sau này copy sang move sang hai bên này. Tới đây giả sử như mình sẽ copy cái này lên. Được chưa? Hai này nó đang gì? Cho nó dài một tí nữa, trim đi. Đấy. Thế bây giờ cái trường của mình là muốn cắt bỏ cái đoạn này, đúng không ạ? Và cắt bỏ đoạn này đi để làm nét khuất thì làm như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ứng dụng lệnh BR vào đây này. BR này, break này. Chúng ta sẽ tích một điểm vào đây. Nhưng mà tích điểm này đang bị sai đúng không? Chúng ta ấn phím F này để xác định lại điểm này và điểm này. Đó, tự nó đứt làm đôi. Nhắc lại lệnh này. Tích này, F cách này. Tích vào đây và tích vào đây này. Vậy chúng ta đã có được hai đoạn gì ngắt đôi, rất là linh hoạt đúng không ạ? Và bây giờ các bạn sẽ làm gì ạ? Đoạn này là nét liền thì đoạn này sẽ là nét gì, nét đứt đúng không ạ? Và bạn sẽ chọn những phần nét đứt này về layer nét đứt, đấy, nét khuất. Đó thì lập tức nó sẽ khuất cho chúng ta. Nét này là nét liền đúng không ạ? Nó đang ở layer màu gì ấy? Màu vàng này, các bạn có thể dùng lệnh MA để chuyển nó. Đó, kiểu như vậy đúng không ạ? Thì đây là một cái ứng dụng của lệnh break. Thì nếu như bạn nào mà không hiểu thì hãy comment ở bên dưới phần mô tả video, mình đã hướng dẫn và giải đáp cái lỗi cho các bạn. Rất là dễ đúng không ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.